Khi mình đọc về nó thì mình thấy là nó chính là tương lai. Cảm giác mình bị bỏ lỡ, bị cô. Chắc là lần đầu tiên mình hiểu được cái cảm giác thực sự của cái từ gọi là FOMO. Thì những cái đó là những cái vấn đề của những cái nền tảng blockchain thời điểm đó. Trong hơn 7 năm mà bọn anh bắt đầu làm cái nền tảng blockchain riêng của Việt Nam mình. Và anh coi đấy là những cái kinh nghiệm chúng ta học quý giá. Thì anh sẽ đi nhanh hơn, chạy được, để sẽ được. Không bao giờ là kiểu là chấp nhận là một khi mà chưa làm được. Thì để xây dựng một cộng đồng hùng mạnh như vậy phải trải qua những bước nào? Mình tập trung vào việc là cung cấp giá trị cho cộng đồng. Ở trong thế giới này thì các bạn không theo kịp. Đặc biệt là startup Việt Nam mình đi lại những cái vết xe đổ đấy thì trước kia anh còn bị rất là nhiều người quay ra thì đã chửi hay là nói những điều này. Thì mình không cách nào khác mình chứng minh được con số và thực lực và kết quả. Game NFT nó chính là tương lai. Tương lai thì game nó chỉ là game thôi. Anh nghĩ là đấy là những bề mà sẽ phát triển tương lai. Có như nhiều người nói nó chỉ là bong bóng. Rõ ràng thì cái điều hiện tại này thì nó vẫn đúng. Những cái công ty mà chỉ cần có một cái website còn họ đã có thể gọi vốn được hàng triệu đô rồi. Nên là nó hơi nghịch lý đó. Mình cần phải hiểu được cái bản chất thị trường này và cái tiềm năng thực sự này. Trường có cái tiềm năng phát triển cực kỳ lớn. Chúng ta vẫn đang ở trong cái giai đoạn sau. Đón xem Blockchain Talk phát sóng vào 20:30 thứ ba, thứ bảy hàng tuần trên YouTube HotQA.